Thời gian là vàng, nhưng bốn kiểu lãng phí thời gian này còn quý hơn vàng. Thưa quý vị và các bạn, thời gian là cuộc sống, thời gian là tốc độ, thời gian là sức mạnh. Có câu nói rằng, thứ nhanh nhất và chậm nhất, dài nhất và ngắn nhất, bình thường nhất và quý giá nhất, dễ bỏ qua nhất và đáng tiếc nhất chính là thời gian. Lãng phí thời gian đồng nghĩa với lãng phí cuộc đời. Thời gian không chỉ soi sáng những kỷ lục tuyệt vời của cuộc đời và những khoảnh khắc tuyệt vời của mỗi người, mà nó còn là quỹ đạo của cuộc sống được thiết lập đặc biệt cho từng người. Sắp xếp thời gian hợp lý tương đương với tiết kiệm thời gian. Nhưng có bốn kiểu lãng phí thời gian được nói đến sau đây. Nó sẽ làm cho bạn ngày càng trở nên mạnh mẽ và trí tuệ hơn bao giờ hết. Sau đây chúng ta sẽ đến với bốn kiểu lãng phí thời gian đó. Kiểu lãng phí thời gian thứ nhất đó là lãng phí thời gian vào việc đọc sách. Ai cũng có quỹ thời gian 24 giờ một ngày để làm việc, nghỉ ngơi, giải trí. Nhưng một số người thích dành một phần lớn thời gian trong 24 giờ để đọc. Vũ khí bí mật lợi hại nhất của những người này là kiến thức họ tích lũy được thông qua học tập, giúp họ có thể cải thiện mọi khía cạnh của cuộc sống. Sách là cách tiếp cận tri thức vô cùng hiệu quả để nâng cao phẩm chất con người. Đọc sách có thể nuôi dưỡng tâm hồn, đọc sách có thể làm cho con người ta tỏa sáng với cuộc sống rực rỡ và cũng có thể cho phép mọi người thấu hiểu và trân trọng những hoàn cảnh khác nhau trong cuộc sống. Sách là kho tàng tri thức của con người, cung cấp cho chúng ta không chỉ kiến thức, tinh hoa văn hóa nhân loại mà còn là các bài học cuộc sống, kinh nghiệm sống, đồng thời cũng là phương tiện giải trí hiệu quả. Các cuộc khảo sát và nghiên cứu đều cho thấy, hầu hết những người thành công trên thế giới đều dành khoảng thời gian nhất định trong ngày cho việc đọc sách. Và việc làm này được họ duy trì ngay từ khi còn rất trẻ. Vậy nên, đọc sách luôn là việc mà ai cũng khuyến khích thực hiện. Bạn hãy thử thay đổi thói quen bằng việc đọc sách ngay hôm nay và cảm nhận nhé. Kiểu lãng phí thời gian thứ hai đó là lãng phí vào việc quản lý thời gian. Như chúng ta đã nói và đã biết, mọi người trên thế giới này ai cũng chỉ có quỹ thời gian là 24 giờ một ngày để làm việc, nghiên cứu, học tập, giải trí, nghỉ ngơi. Những người biết cách sử dụng thời gian hợp lý, họ biết cách mở rộng chiều dài và chiều rộng của thời gian. Những người này sẽ không lãng phí một phút thời gian vô nghĩa nào, mà họ biết lãng phí thời gian để làm những việc có ý nghĩa hơn. Một số lợi ích khi bạn làm được việc lãng phí quản lý thời gian thật tốt, chẳng hạn như nó sẽ giúp cho công việc hoàn thành thuận lợi và làm cuộc sống của bạn trở nên có ý nghĩa hơn, giúp cho bạn đạt được mục tiêu nhanh hơn, nâng cao sự tự tin của bản thân, có thêm năng lượng để chinh phục mục tiêu nhiều hơn, dành nhiều thời gian hơn để làm những việc bạn yêu thích, hay làm giảm căng thẳng và tránh tình trạng quá tải trong công việc của bạn. Bởi vậy, thời gian là một nguồn tài nguyên hữu hạn và nó phụ thuộc vào khả năng tận dụng tối đa của bạn. Nếu bạn mất tiền, bạn còn có thể kiếm lại được, nhưng một giờ đã lãng phí thì không thể thay thế được. Vì thế, hãy học cách quản lý thời gian của mình thật tốt các bạn nhé. Kiểu lãng phí thời gian thứ ba đó là lãng phí thời gian ở một mình. Chúng ta thường có định kiến về việc ở một mình, ví như là người tự kỷ. Nhưng liệu nó có hoàn toàn tiêu cực như vậy không? Hầu hết chúng ta thường thích cuộc sống vui vẻ, náo nhiệt, thích được đi đây đó, thích được gặp bạn bè. Đồng ý là việc giao lưu với cộng đồng là một phần thiết yếu của cuộc sống. Tuy nhiên, nếu bạn học được cách tận hưởng khoảng thời gian một mình, bạn cũng sẽ nhận được rất nhiều lợi ích. Ví như nó sẽ giúp bạn thả lỏng thân tâm, có cơ hội để ngẫm lại, để thấu hiểu cảm xúc của mình hơn, thấu tỏ nhiều khía cạnh sâu xa hơn trong nhân sinh, giúp nội lực của bạn mạnh mẽ hơn, trân trọng thấu hiểu bản thân mình hơn, khám phá ra tiềm năng ẩn giấu trong con người bấy lâu nay mà bạn chưa nhận ra. Như có câu nói rằng, sự cô độc là một sức mạnh vĩ đại đẩy bạn vào sâu phía bên trong và khám phá chính mình. Những phản tỉnh về bản thân, thậm chí nỗi chán trường và tự phủ nhận cho bạn một chiêm nghiệm sâu sắc về sự nhỏ bé của nhân sinh và sự tự phụ của loài người. Không chỉ theo nghĩa rộng
mà cả thói hoành hoang của từng cá nhân trong những nhóm xã hội bạn thuộc về. Mỗi góc khuất xét cho cùng đều có giá trị của nó. Việc của ta là hãy thi thoảng thắp một ngọn đèn dầu và dấn thân vào vùng tối ấy. Hãy biết tạo ra và tận dụng sự cô độc. Khi một mình, bạn sẽ gặp phải khá nhiều khó khăn vì bạn phải đối mặt với một số việc ngoài mong muốn. Tuy nhiên, nếu bạn biết cách trân trọng, tận hưởng những giây phút một mình đó, bạn sẽ trở thành một người tốt hơn, mạnh mẽ hơn rất nhiều. Và kiểu lãng phí thời gian thứ tư, đó là kiểu lãng phí thời gian cho gia đình. Gia đình là nơi chúng ta được sinh ra, nuôi dưỡng, hấp thu nền giáo dục và được lớn lên trong sự ấp ủ yêu thương của ông bà, cha mẹ, anh chị em. Dĩ nhiên, trong chúng ta không ai lại không được sinh ra từ một gia đình. Dù gia đình ấy hạnh phúc hay bất hạnh đi chăng nữa, thì nơi đó vẫn là cái nôi đầu tiên gìn giữ và nuôi nấng ta từ thuở bé. Như vậy, gia đình muôn thuở vẫn là nơi sinh thành, là tổ ấm thân thương nhất. Dù sau này, ra sao, có thế nào đi chăng nữa, thì ai cũng có một thứ để nương tựa, ấy chính là gia đình. Gia đình là nơi đoàn tụ, là nơi ông bà, cha mẹ, con cái yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Dù ở nơi đâu hay làm gì, hay thậm chí khi ta bị lầm đường lạc lối trong cõi hồng trần này. Nhưng khi ta trở về nhà, tất cả âu lo muộn phiền, áp lực, lỗi lầm sẽ được hai tiếng gia đình ấy xua tan, khiến cho lòng ta nhẹ nhõm và an yên. Bởi vậy, dù có trăm công nghìn việc, bất cứ khi nào có thể, hãy dành thời gian cho gia đình yêu dấu của mình càng nhiều càng tốt các bạn nhé. Thời gian là tiền bạc, và thời gian là sinh mệnh. Nhưng bạn lãng phí thời gian về những điều như là cho việc đọc những cuốn sách, cho sự thấu hiểu bản thân, cho gia đình, thì đó không phải là lãng phí, mà nó là sự tích lũy, sự quan tâm chăm sóc cho người thân, sự học hỏi suy ngẫm không ngừng, để chúng ta ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn trong cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong bài chia sẻ Thời gian là vàng, nhưng bốn kiểu lãng phí thời gian này còn quý hơn vàng.